Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái bài lắp 1 của Java 1. Trong phần này là coi như các bạn đã cài xong NetBeans nhé. Còn nếu mà bạn nào chưa có cài NetBeans thì tranh thủ. Rồi, trong cái phần này chúng ta sẽ tạo ra một cái dự án. Tạo ra một cái dự án. Thì đối với lại cái Java 1 của mình, các bạn chỉ cần tạo cho thầy một project là đủ. Một project thôi. Và trong đó chúng ta sẽ tạo nhiều package. Lab 1, buổi 1, buổi 2, demo 1 vân vân. Thì các bạn sẽ tạo những package, còn lại là các bạn tạo một project là đủ. Như vậy trong này chúng ta sẽ new. Các bạn sẽ chọn file new project, new file, và chúng ta chọn new project. Được chưa? Thấy không? New project. Trong này các bạn sẽ chọn cái Java with end. Cái Maven này chúng ta sẽ học sau. Maven học sau. Chúng ta chọn Java with end và chọn Java application. Xuống dưới chúng ta sẽ chọn net. Vị trí các bạn lưu. Vị trí các bạn lưu. Và các bạn đã đặt tên dự án. Tên dự án các bạn lấy cho thầy, ví dụ như là bạn Huy đi. Đó. Mã số sinh viên, tên, số thứ tự. Bây giờ ở chỗ này bạn Huy sẽ ship gạch Huy. Rồi chỗ này bạn để lại ra và một. Như vậy thì mình có một cái dự án duy nhất cho môn học này. Và chúng ta sẽ lưu, các bạn sẽ lưu ở một cái vị trí nào đó mà các bạn sẽ dễ nhìn thấy. Ví dụ như chúng ta sẽ có môn này là MOB 1014 thì thầy có một cái thư mục là Epoly. Thầy ghi là MOB 1014. Rồi. Như vậy, đây là vị trí thầy sẽ lưu. Vị trí thầy sẽ lưu. Và chọn Finish. Rồi, chúng ta đã có được một cái project đầu tiên của chúng ta. 14 BS 19387 gạch dưới phi gạch dưới Java 1. Và nó có cái đầu tiên là package mặc định. Package mặc định main. Ở đây các bạn sẽ click chuột phải lên cái sort package. Các bạn chọn new giúp cho thầy Java. Và các bạn ghi vô ở chỗ này là lab 1. Lab 1. Và chọn finish. Đây, package lab 1 đã được tạo. Được không? Trong lab 1 này nó sẽ có bài 1 viết chương trình cho phép nhập vô họ tên sinh viên, điểm trung bình, sau đó xuất ra màn hình ở dạng họ tên điểm. Đó, họ tên điểm. Và chỗ này chúng ta sẽ đi phân tích bài toán của chúng ta. Vậy trong lab 1 này các bạn new giúp cho thầy Java class. Một cái Java class. Như vậy thì trong cái cấu trúc của Java class các bạn thấy nè, có package nè, có main nè. Ha, có một cái class nè, có một cái hàm main nè. Như vậy trong này mình sẽ new một cái Java class và mình để ở đây là bài 1. Bài 1. Như vậy đây, bài 1 trong lab 1. Như vậy thì trong cái bài 1.java này nó có một cái package lab 1. Đây hồi nãy mình tạo package lab 1 nè.
Và nó có cái class bài 1. Vậy thì cái class này nó có thực thi được không? Cái class bài 1 này có chạy được không? Không, bởi vì class này thiếu hàm main. Thiếu hàm main. Mình muốn chạy được thì mình phải tạo ra hàm main. Và trong Java sẽ hỗ trợ cho các bạn, khi các bạn gõ main, các bạn nhấn tab thì nó sẽ sinh ra cái hàm, còn không thì các bạn gõ public static void main. Được chưa? Rồi, đây là một cái hàm main. Muốn chạy được thì phải có hàm main. Vậy trong này người ta yêu cầu là nhập vào gì đây? Nhập vào gì? Nhập vào họ tên, điểm trung bình. Như vậy thì có thể chúng ta sẽ làm bài toán này mà không cần đến Java. Chúng ta làm ngôn ngữ giả trước. Trước tiên là chúng ta phải nhập được cái đã. Nhập được họ tên, phải điểm trung bình. Vậy nếu mà C chúng ta muốn nhập thì chúng ta dùng gì? Scan. Có F là format. Hoặc chúng ta dùng họ tên là get. Get S. Yeah. Đối với C. Đối với C. Còn đối với lại Java, nếu như chưa được học ngày nào mà chúng ta tự học, vậy chúng ta làm gì để tự học được? Chúng ta search cái gì trên Google? À, nếu như các bạn tự học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì các bạn có thể search nhập trong Java. Ví dụ như là bạn học C thăng thì bạn ghi nhập trong C thăng. Bạn học Python, bạn nhập trong Python. Thì ngôn ngữ nào mà chẳng nhập. Như vậy thì mình chỉ cần như vậy, nhập xuất với bắt đầu của Java. Như vậy là mình đã chỉ học một lệnh nhập thôi, một lệnh xuất thôi, không cần cái gì mà học nhiều hết trơn á. Càng đơn giản càng tốt các bạn. Không cần phải viết một cái process gì đâu mà lớn lao đâu. Các bạn cứ viết cái đơn giản trước đi. Như vậy thì đối với lại Java nó hơi khác C tí xíu, là nó sẽ đã viết giúp cho mình một cái lớp để nhập. Đó, Java là nó là kế thừa mà. Nó viết trước cho mình một cái lớp để nhập. Ví dụ như là mình muốn chuyển một cái tờ giấy thành hình ảnh đưa vào máy tính, mình dùng gì? Nếu mà không có chụp hình thì mình có cách nào khác không? Trước đây hay xài là dùng gì? Máy gì mà để chuyển từ một cái miếng giấy đưa nó thành hình? Máy scan. À, thì cái chữ scan đó nó cũng tương tự như cái chữ mà scan ở đây. Đó, tương tự như cái chữ scan ở đây. Như vậy thì ở trong cái trang web này người ta nói tương đối rõ hơn cái slide của mình. Cho nên đôi khi các bạn sẽ kèm theo cả hai, là vừa slide vừa search ở bên ngoài. Đó. Như vậy thì ở trong này chúng ta sẽ dùng lệnh scan để đưa dữ liệu vào. Scan. Như vậy thì ở đây người ta đã viết trước cho mình một cái lớp là scanner. Đây là lớp. Thì nó tương tự như kiểu dữ liệu của chúng ta là in, là plot, là double ở trong C chúng ta đã học. Cái cách khai báo. Và cái scanner viết thường này, theo các bạn nó là gì? Tên biến, đúng rồi. Bằng new scanner. Thì đây là ở dạng cấu trúc của hướng đối tượng.
thì chúng ta cứ làm quen trước, rồi sau này chúng ta sẽ thấy nó đơn giản. Và câu lệnh đầu tiên chúng ta học là câu lệnh này: tạo ra một cái biến để tí nữa mình nhập liệu ha. Trước đây mình chỉ dùng lệnh scanner rồi mình đưa cái địa chỉ vô, còn bây giờ ở đây thì chúng ta không dùng scanner mà chúng ta sẽ dùng cái scanner. Như vậy khi mà các bạn muốn sử dụng scanner thì các bạn sẽ đưa cái thư viện vào import Java Duty Scan. Đây là thư viện nhập sử dụng trong Java. Rồi, như vậy các bạn muốn sử dụng scanner thì phía trên các bạn cần import nó vào. Nếu như các bạn không import thì chỗ này nó báo lỗi, thư viện này không có. Còn nếu mà các bạn import rồi thì nó báo lỗi khác, cấu trúc. Rồi chỗ này các bạn sẽ sử dụng cái lệnh scanner bằng new scanner mở ngoặc system.in. Đó là cấu trúc của cái lệnh scanner. Ở đây bạn có thể đặt là scanner, có bạn đặt là sc, hoặc có bạn đặt là nhập vẫn được. Đây chỉ là tên biến thôi. Đôi khi các bạn ngồi buồn quá ghi bé Hằng tên bạn gái, được không? Được. Mình có thì mình hiểu đó. Nhưng mà mai mốt hết thất tình rồi, ủa nhìn bé Hằng là cái gì ta, không hiểu. Được chưa? Cho nên việc mình đặt tên biến thì phải làm sao? Ngắn, gọn, dễ hiểu, có ý nghĩa thì ai cũng đọc được, code này ai cũng hiểu được. Bởi vì khi sau này các bạn lập trình đâu phải một mình bạn làm đâu, bạn phải làm việc nhóm. Có thể là mình làm xong là người khác test nữa, chứ đâu phải là một mình làm. Cho nên mình đặt tên biến cũng rất quan trọng trong quá trình chúng ta code. Rồi sau khi mà chúng ta có được cái scan rồi, để tí nữa chúng ta nhập thì chúng ta sẽ xuất ra một cái câu thông báo: hãy nhập vào họ tên. Hãy nhập vào họ tên. Như vậy xuất thì chúng ta sẽ có cấu trúc là system chấm out chấm print ha, system chấm out chấm print. Và chúng ta sẽ đưa ra câu thông báo: nhập vào họ tên, viết không dấu. Không nhất thiết phải xử lý có dấu chỗ này, đôi khi bị lỗi tiếng Việt không cần thiết. Chúng ta không cần thiết phải mất công chỗ này. Rồi, xuất được câu thông báo. Vậy thì giống như C, muốn nhập thì phải có gì? Phải có cái chỗ nào đó để chứa chứ. Vậy chứa ở đâu? Chứa ở biến, chính xác. Vậy chỗ này chúng ta sẽ khai báo biến: họ tên, kỹ dữ liệu là, đúng rồi, bên C thì nó là cha sao, là con trỏ kiểu ký tự. Còn bên này thì nó là kiểu string, họ tên, được chưa? Kiểu chuỗi, bên này chúng ta dùng kiểu là string, họ tên. Rồi, điểm thì chúng ta có kiểu gì? Double, giỏi, điểm, double, điểm, k,
kịp không? Những bạn nào có lead pin rồi làm theo giúp thầy. Chỗ này chúng ta sẽ có điểm bằng scan.net double chấm phẩy. Đây là cấu trúc của Java. Đối với C chúng ta ghi là scanf phần trăm f phẩy dấu và điểm, đúng không? Đó, nếu như mà bên C thì chúng ta sẽ ghi là scanf, chỗ này là phần trăm f phẩy và điểm. Đây là cấu trúc bên C. Cấu trúc bên C. Còn cấu trúc bên Java thì chúng ta không làm vậy, mà chúng ta sẽ điểm bằng scanner. Scanner là cái biến hồi nãy mình khai báo ở trên. Chấm netdouble. Nếu chúng ta muốn nhập điểm, à chỗ này muốn nhập họ tên. Họ tên thì chỗ này thì đổi lại họ tên. Điểm để tí nữa chúng ta sẽ tính. Chỗ này là họ tên. Bằng gì? Scan.net net line. Đối với lại Java thì nhập chuỗi nó sẽ là net line. Rồi tương tự như vậy, các bạn sẽ system out để các bạn ghi là nhập điểm. Rồi ok, bạn nhập điểm. System.out.print chúng ta sẽ ghi viết tắt là gì? SOUT. Control space. SOUT. System.out.print. Nó sẽ cho các bạn print ln là xuống dòng. Còn mình không có muốn xuống dòng. Rồi nếu mà chỗ này nó cho ln nè, có gì khác ha. Rồi tương tự như vậy, bây giờ mình sẽ xuất ra một cái câu thông báo. Chào bạn, chào bạn, hai chấm cộng với họ tên cộng với điểm, hai chấm cộng với điểm. Giống C không? Cái đoạn này giống không? Giống. Cộng chuỗi. Nó chỉ khác C là có cái lệnh print thôi. Còn đây là có system.out.print. Thì chỗ này chịu khó học thêm cái này thôi. Nhưng mà chúng ta chỉ cần biết là nhập trong C, nhập trong Java, xuất trong C, xuất trong Java. Được không? Rồi, chúng ta sẽ chạy thử ha. Ở đây, nếu như các bạn bấm ở đây, nó sẽ chạy cái main.java các bạn. Nếu các bạn bấm ở đây nè, thì nó chạy cái file này, chứ không phải là chạy file bài 1. Nó chạy cái file chính á. Cái file chính của cái process của mình á. Nếu như mà các bạn bấm vô cái nút xanh xanh này nè, ví dụ như chỗ này, thì ghi vô chỗ này là một cái lệnh xuất thôi. Đó, ví dụ vậy. Mặc dù là thầy đang mở cái file bài 1.java thì bấm chạy. Đây. Xuất ra là 2. Đó là chạy file chính chứ không phải là cái file của mình. Vậy mình muốn chạy file này thì các bạn sẽ click chuột phải ở đây và chọn run file. Được chưa? Rồi, nhập họ tên. Nhập điểm, có gì không? Có vấn đề gì không?
Rồi, chào bạn Nguyễn Văn An, điểm 8.5. Vậy chỗ này, các bạn thấy điểm này tại sao nó xuống dòng? À, có LN. Còn hồi nãy phía trên nhập họ tên không có LN. Vậy tùy theo trường hợp mà mình dùng có xuống dòng hay không xuống dòng. Đó. Được chưa? Chào bạn Nguyễn Nga, điểm 9.0. Như vậy, đó là chúng ta đã hoàn thành được bài 1. Bài 1. Net Double. Rồi, một cái nữa. Thầy đang dùng cấu trúc xuất là gì? Print là nè, cộng chuỗi. Còn trong đề hướng dẫn các bạn là cấu trúc xuất printf giống C không? Giống. Phần trăm S, phần trăm F giống y chang như C. Tức là lệnh xuất có định kiểu. Chữ F này là gì đây? F là gì? Print là in. F là format. In có định dạng. In có định dạng là printf. Như vậy tương tự như vậy, chỗ này chúng ta có thể đổi lại chỗ này. Print thay vì ln thì chúng ta printf. Ví dụ chỗ này chúng ta sẽ xiệt n một cái. À, bên kia nó là ln rồi, nó xuống dòng rồi. À, phần trăm s xiệt t phần trăm f phẩy họ tên phẩy điểm. Rồi, đó, chúng ta sẽ xin file họ tên Lê A điểm 9. Đây, thầy nhập là A. Chào bạn, điểm. Ok. Người đó là cấu trúc của chúng ta. Lab 1, bài 1. Có bạn nào hỏi gì nữa thêm không? Các bạn cứ hỏi ha. Bài đầu tiên không hỏi gì, quá tốt. Mà không hiểu, hỏi càng nhiều càng tốt. Đừng có nhìn. Nhìn xong rồi qua bài 2 không biết làm. Không nên. Hỏi đi. Phần nào chưa hiểu cái gì chưa biết